Cô mến chào tất cả các em học sinh khối lớp 8 đến với bài giảng sinh học 8 hôm nay. Trước khi vào bài mới thì cô và các em cùng đứng lên khởi động nhé. Cô có một bài tập web thì các em đứng lên cùng khởi động theo hướng dẫn của clip nhé các em. Các em tập squat 20 cái hoặc 15 cái liên tục và giữ lại tư thế 10 đến 20 giây. Thì em sẽ quan sát có hiện tượng gì ở cơ đùi và cơ hông nhé. Rồi, chúng ta có thể dừng lại và các em dừng lại trong khoảng 10 đến 20 giây thì các em quan sát xem các em theo dõi cái cơ đùi và hông mình, các em thấy sao? Cũng thấy mỏi đúng không? Mà vậy thì tại sao cái hoạt động của cơ nó gây nên mỏi như vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Các em nhìn lên màn hình, các em thấy hai người đàn ông này đang làm gì vậy nhỉ? Hai người đang kéo tay. Vậy thì kéo tay các em thấy có những cái cơ nào hoạt động? Đặc biệt có cơ mặt cũng có, nhưng mà đặc biệt cơ tay, đúng không nào? Vậy thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục của chủ đề hệ vận động, đó là hoạt động của cơ. Thì nội dung chính gồm có thứ nhất là về công cơ. Tuy nhiên cái phần này là các em phải tự tìm hiểu, đọc thông tin trong sách, tìm hiểu kiến thức, do đó trong bài học cô sẽ không đề cập tới. Thứ hai là sự mỏi cơ. Thì sự mỏi cơ chủ yếu cô sẽ trao đổi với các em về cái nguyên nhân và biện pháp, nguyên nhân của sự mỏi cơ cũng như biện pháp chống mỏi cơ. Còn lệnh tam giác trang 34 thì các em sẽ tự tìm hiểu nhé. Và phần tiếp theo là phần mà chúng ta tìm hiểu, đó là thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ là như thế nào. Chúng ta tìm hiểu trọng tâm kiến thức bài học hôm nay nhé. Rồi, trước tiên chúng ta tìm hiểu phần 1, đó là sự mỏi cơ. Thì các em quan sát những hình ảnh trên màn hình, như là bạn tự học online hoặc chơi điện tử này. Rồi đây là cái hình mà chúng ta thấy rằng là thể thao, các vận động viên thể thao, rồi những cô nhân viên là ngồi văn phòng, đúng không nào? Bây giờ các em cho cô biết, làm việc văn phòng hoặc là tập luyện thể thao quá sức hoặc ngồi học quá lâu á, và nó kéo dài thì nó sẽ gây hiện tượng gì? Các em liên hệ bản thân và suy nghĩ xem gây hiện tượng gì các em. Nếu làm việc quá sức và kéo dài sẽ dẫn tới sự mỏi, mỏi cơ, như cái biểu hiện chúng ta thấy rằng là đau vai, đau hông hoặc là cổ, đúng không nào? Hoặc là thể thao chúng ta thấy là đau những cơ. Và khi mỏi cơ thì ta cảm thấy rất là mệt mỏi, nhức đầu, và chúng ta có nhu cầu nghỉ ngơi. Vậy thì nguyên nhân của sự mỏi cơ là gì? Bây giờ các em tự hình dung, quan sát hình và kết hợp thông tin cho cô biết nè. Cái nguyên nhân của sự mỏi cơ là gì? Là do đâu? Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do đâu các em? Các em giải thích bằng kiến thức sinh học. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Nguyên nhân của sự mỏi cơ đó là trong cơ thể của chúng ta khi mà hoạt động, đúng không? Thì cái năng lượng dùng cho cái sự co cơ được lấy từ sự oxy hóa chất dinh dưỡng do dòng máu mang đến. Nhưng mà khi cơ làm việc nhiều thì sao? Thì cần được cung cấp nhiều glucose và oxy. Đồng thời nó cũng thải ra khí carbonic và acid lactic. Vậy thì khi mà thiếu oxy thì sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là tích tụ acid lactic ở trong cơ, làm đầu độc cơ và gây ra mỏi cơ. Đây là cái nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ. Kèm lưu ý ha. Thì bây giờ ngoài cái nguyên nhân mà cô nói thì cô muốn giới thiệu thêm, đó là một cái sự mỏi cơ cũng do cơ, cái thần kinh của chúng ta. Vậy như thế nào? Các em theo dõi ha. Đây, các bạn thấy là bạn này đang tập tạ đúng không? Nhưng càng về sau cái tay nó rất là mỏi.
thì các cơ nó chịu trách nhiệm mà cho cái việc nâng tạ đúng không? Nhưng mà vì sao lại bắp cơ lại mệt mỏi? Thường thì ta nói là lỗi do acid lactic, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ, có nhưng không phải toàn bộ. Còn một yếu tố quan trọng nữa đó là nói về các tín hiệu về thần thần kinh. Rồi, các tín hiệu thần kinh nó sẽ đưa về não qua các tế bào thần kinh vận động. Sự trao đổi ion ở cái vùng này nó khiến cho cái cơ thể nó co lại, cái cơ của mình nó co lại, nó là sự phản ứng lại. Thì đó cũng là nguyên nhân khi cơ thể mà cái thần 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 tinh thần của mình hay thần kinh của mình nó không được thoải mái thì cái cơ nó cũng sẽ mệt mỏi. Các em thấy nó người nó mệt mỏi ẻ oải không nào? Vậy thì biện pháp chống mỏi cơ đó là gì? Đây là những hình ảnh mà gây ra sự mỏi cơ đúng không? Vậy các em cho cô biết nè, mỏi cơ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và lao động? Nếu mà chúng ta học online ngồi lâu hoặc là làm việc thì nó ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta thấy là khi mà cơ mà nó mỏi á thì làm cho cơ thể mình nó mệt mệt mỏi. Mệt mỏi như vậy chúng ta làm việc thì nó sẽ không có tốt, tức là năng suất lao động nó sẽ giảm. Cũng như việc học cũng vậy, khi mà mệt mỏi cơ mình mệt mỏi thì mình học nó cũng không có hiệu quả. Do đó các em thấy là khi học ở trên trường chúng ta thấy là thường là có buổi tập thể dục đúng không? Vậy thì tại sao ở trường lại có buổi tập thể dục giữa giờ vậy các em? Bởi vì khi chúng ta học ở trường chúng ta thấy rằng là khi mà học 2 tiết liên tục rất là căng thẳng đúng không? Nó mệt mỏi thì có cái tiết học tập thể dục giờ ra chơi đó thì nó cũng sẽ giúp cho tinh thần, lấy lại cái tinh thần như là cơ thể nó đỡ mệt mỏi. Vậy thì cho cô biết nè, làm thế nào để hạn chế mỏi cơ trong thể thao hoặc là trong lao động và học tập các em? Mình làm thế nào nhỉ? Đó là chúng ta phải nghỉ ngơi nếu như cảm thấy mệt mỏi đúng không? Ví dụ như là trong thể thao, trong lao động như học tập vậy, khi mà mệt quá thì chúng ta phải nghỉ ngơi, chứ chúng ta có cố sức thì nó cũng sẽ không hiệu quả. Nghỉ ngơi hợp lý. Rồi, bây giờ chúng ta vận dụng kiến thức kết hợp thông tin và cho cô biết nè, trả lời cho cô câu hỏi lệnh tam giác. Câu hỏi thứ nhất là khi mỏi cơ thì cần làm gì để cơ bớt mỏi? Thứ hai, trong lao động để cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao thì ta cần làm gì? Chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất nhé. Khi mỏi cơ thì cần chúng ta phải đó là gì? Tập hít thở sâu nè, xoa bóp cơ, đặc biệt là có thời gian lao động học tập thì chúng ta phải nghỉ ngơi, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Ở đây cô giới thiệu cho các em về tập hít thở sâu, đặc biệt vào buổi sáng á, các em ngủ dậy các em tập thì rất là tốt. Nó cung cấp cái oxy năng lượng cho các em để chúng ta làm việc học tập cho nó tốt. Thì khi thở hít thở sâu thì đầu tiên là các em hít vào bằng mũi, hít vào bằng mũi, và khi hít vậy cái bụng của các em phải phình ra để chúng ta nhận được nhiều nhiều khí. Và khi thở ra nè là thở ra bằng miệng, thở ra bằng miệng thì chúng ta thở từ từ và lúc này bụng của chúng ta cũng hóp lại để những cái khí trượt, những cái khí nó được thải ra qua qua miệng. Đó. Rồi mệt mỏi thì chúng ta thấy nếu các em ngồi học lâu chúng ta mỏi cổ hay gì đó, chúng ta đứng lên chúng ta vận động hoặc là xoa xoa bóp. Phải có nghỉ ngơi ha. Chúng ta không có ngồi lâu thì nó sẽ không tốt. Rồi câu số 2. Thế thì trong lao động để cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao thì ta cần làm gì? Trong lao động nha. Đó là trong quá trình mình đang lao động á, để cơ nó lâu mỏi và năng suất cao thì chúng ta phải làm việc nhịp nhàng, vừa sức, nhớ vừa sức, đừng có cố quá sức. Ngoài ra cũng cần có cái tinh thần thoải mái và vui vẻ. Thì các em cũng biết rồi, khi mà tinh thần, nãy nói về thần kinh á, tinh thần thoải mái vui vẻ thì chúng ta làm việc nó không mệt mỏi và chúng ta cảm thấy hứng thú hơn. Cũng như học tập cũng vậy, các em mệt mỏi ẻ oải thì chúng ta học nó không có vô đúng không nào? Rồi phải thường xuyên rèn luyện cơ để mà tăng sức dẻo dai, sức chịu đựng của cơ. Vậy chúng ta tập như thế nào thì cô giới thiệu thêm cái phim để các em theo dõi ha. Đây. Đó là khi tập thì chúng ta phải tập thường xuyên. Ban đầu chúng ta tập thì rất là mệt mỏi á. Cơ càng lâu mệt mỏi thì chúng ta phải tập thường xuyên nha các em.
Đây. Đó, ít lần nó truyền tín hiệu là tương đương. Chúng ta thấy là vì vậy khi mà thể lực được tăng lên á, cùng một cường độ thì thời gian tập nó có thể tăng lên. Ban đầu chúng ta tập ví dụ 10 phút hay 20 phút hay 30 phút, từ từ chúng ta tăng lên, chứ ban đầu tập mà tăng lên liền thì nó sẽ không tốt. Và thời gian chúng ta sẽ có cơ bắp đúng không? Tức là có thêm cái năng lượng sẽ làm chậm cái quá trình mỏi cơ hơn. Thì đặc biệt đối với những bạn nam á, các bạn thấy thường cái cơ bắp nó to, bạn nó tập thường xuyên. À, nếu ban đầu tập thì nó rất là mỏi các em, cơ của mình đánh cầu lông hay là bóng chuyền vân vân thì ban đầu chúng ta tập nó rất là mỏi, chúng ta phải tập thường xuyên ha. Bây giờ các em rút ra kết luận nội dung phần 1 La Mã ha, để ghi vào về nguyên nhân của sự mỏi cơ. Thì nguyên nhân của sự mỏi cơ, thứ nhất là chúng ta lưu ý làm việc quá sức và kéo dài thì dẫn đến mỏi cơ. Và nguyên nhân của sự mỏi cơ đó là do cơ thể không được cung cấp đủ oxy nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ, làm cho cơ mỏi. Và cô nhắc lại cái sự mỏi cơ này các bạn, nó là hiện tượng cơ làm việc nặng và lâu, làm cho cái biên độ co cơ nó giảm dần và nó ngừng hẳn. Nên chúng ta sẽ thấy tìm hiểu thêm cái phần lệnh tam giác để các bạn nắm được điều đó. Vậy thì biện pháp chống mỏi cơ đó là gì? Chúng ta lưu ý, thứ nhất là tập hít thở sâu, thứ hai là xoa bóp cơ, thứ ba là có thời gian lao động, học tập, nghỉ ngơi hợp lý nha các em. Các em chốt nội dung ghi vào vở, các em có thể dừng video lại để ghi nhé. Rồi các em qua phần 2 La Mã, thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ. Thì chúng ta vận dụng kiến thức trả lời cho cô các câu hỏi lệnh tam giác nhé. Đây là thông tin để chúng ta tiếp nhận thêm. Rồi câu số 1, khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Khả năng co cơ thì phụ thuộc vào những yếu tố mà chúng ta cũng đã biết. Thứ nhất là về thần kinh phải thoải mái thì khả năng co cơ nó mới tốt, và tinh thần sảng khoái thì cái ý thức cố gắng, có ý thức cố gắng thì cơ nó co tốt hơn nha các em. Rồi thể tích cơ, tức là bắp cơ lớn thì cái khả năng co cơ nó mạnh hơn. Rồi lực co cơ, khi chúng ta tập thường xuyên thì nó tăng cái lực co cơ và làm việc dẻo dai hơn, tức là tăng cái khả năng dẻo dai bền bỉ hơn, do đó cái năng suất cũng sẽ cao. Rồi câu số 2, những hoạt động nào được coi là sự luyện tập cơ? Theo các em thì những cái hoạt động nào nhỉ? Hoạt động nào? Chắc chắn các em trả lời được đúng không? Đó là những cái động tác khởi động như là chạy nhẹ nè, tại chỗ, hoặc là tập hít thở, tập thể dục, đánh cầu lông, bóng chuyền vân vân, đều là những cái hoạt động luyện tập cơ nhé. Câu số 3, luyện tập thường xuyên có tác dụng như thế nào đến các hệ cơ quan trong cơ thể và dẫn tới kết quả gì đối với hệ cơ? Khi chúng ta tập luyện thường xuyên như vậy, chúng ta thấy nó có tác dụng gì nè? Tập luyện thường xuyên thì chúng ta thấy cơ nó sẽ phát triển, đúng không nào? Và cơ phát triển đồng thời, cái việc tập luyện thường xuyên sẽ không chỉ làm cơ phát triển mà nó còn làm gì? Làm cho xương cứng rắn nè. Rồi phát triển cân đối, làm tăng cái khả năng hoạt động của các cơ quan khác như là cái hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và tinh thần thì nó sảng khoái hơn. Do đó cái năng suất lao động chúng ta thấy đó là cao hơn. Rồi câu số 4, theo các em thì nên có phương pháp luyện tập như thế nào để có kết quả tốt nhất? Đó là chúng ta phải tập thường xuyên và bền bỉ, vừa sức thôi nha các em, không có tập quá sức. Ví dụ mới tập mà chúng ta tập quá sức thì nó rất là hại cho sức khỏe của mình ha. Tập tăng dần, ví dụ ban đầu chúng ta chạy 30 phút, 15 phút, rồi 30 phút, 45 phút vân vân. Và chúng ta lưu ý ha, tập thì cũng có nhiều cái bài tập, như chúng ta thấy là nâng tạ như nhảy dây cũng vậy, ban đầu làm những
thực hiện thì nó rất là mỏi, đau cơ. Chúng ta tập thường xuyên thì nó đỡ ha. Rồi chúng ta chốt lại cái phần 2 La Mã: thường xuyên luyện tập cơ để rèn luyện cơ, để tăng cường khả năng sinh công của cơ cũng như là giúp cơ làm việc dẻo dai, thì chúng ta cần lao động vừa sức nè, rồi thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Các em ghi ý vào vở. Như vậy là các em đã hiểu rõ được cái sự mỏi cơ cũng như là cách luyện luyện tập cơ trong cái hoạt động cơ hôm nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục vận dụng liên hệ thực tế. Với những hình ảnh mà cô gợi ý cũng như là bản thân kiến thức của mình, các em cho cô biết, để đảm bảo việc rèn luyện cơ là học sinh, em nên làm gì? Chúng ta làm gì nhỉ? Đối với học sinh mình thì đầu tiên chúng ta phải thường xuyên tập thể dục buổi sáng đúng không nào? Rồi tập thể dục giữa giờ khi đi học, rồi tham gia các môn thể thao mà mình yêu thích, như là có thể chạy bộ, nhảy dây hoặc là bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn. Chúng ta thực hiện một cách vừa sức. Rồi có thể tham gia lao động sản xuất phù hợp với cái sức lực của mình. Cô ví dụ như các bạn có thể làm những cái công việc như là giúp cho bố mẹ mình quét nhà nè, lau nhà, rửa chén, phụ nấu cơm hoặc là tưới cây vân vân. Thì những cái việc làm này, thứ nhất là giúp chúng ta vận động vừa sức, cũng như là giúp đỡ bố mẹ mình ha. Và các em cũng biết rằng là ngày nay chúng ta học online đó là do dịch bệnh, mà dịch bệnh đến giờ này rất là nguy hiểm, vẫn có rất là nhiều bệnh nhân COVID, cái số ca vẫn có hàng ngày, mà chúng ta thấy rằng là triệu chứng, một trong những triệu chứng của người bệnh nhiễm COVID đó là đau nhức cơ, thì rất là nguy hiểm đúng không các em? Hôm nay cô giới thiệu cho các em một cái giới thiệu những đối với những bệnh nhân COVID thì có thể luyện tập những cái động tác sau để mà giảm bớt cái đau nhức cơ. Thì các em theo dõi đoạn phim nhé. Các bài tập thở và giãn cơ cho F0 tại nhà trong giai đoạn phục hồi tại nhà. Khó thở, đau mỏi cơ là những triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân nhiễm COVID-19. Khi điều trị và theo dõi tại nhà, các F0 nhiễm COVID-19 ngoài việc dùng thuốc theo đúng hướng dẫn thì rất nên có những hoạt động giúp cải thiện khả năng thở, giảm đau mỏi cơ. Việc tập luyện các bài tập tại nhà nên khuyến cáo ở giai đoạn phục hồi. Để xác định giai đoạn bệnh, các bác sĩ khám, kiểm tra các yếu tố nguy cơ. Khi đánh giá xong, các bác sĩ ngoài kê đơn, tư vấn dinh dưỡng thì sẽ đưa ra các lời khuyên về các bài tập trong giai đoạn phục hồi tại nhà. Sau đây là gợi ý của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Bách, bác sĩ nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City về các bài tập giãn cơ và các bài tập thở mà F0 có thể tự thực hiện trong giai đoạn phục hồi tại nhà. Bài tập giãn cơ cho F0 tại nhà, tránh đau cơ, mỏi mệt. Bệnh nhân COVID-19 thường có triệu chứng đau cơ. Những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng sẽ giúp hỗ trợ thư giãn các cơ, giảm chấn thương khi tập luyện, tăng cường sức khỏe cho người bệnh. Bài tập 1: giãn cơ vai. Đứng hai chân dang rộng bằng vai, bắt chéo cánh tay trái qua ngực. Dùng tay phải giữ và kéo tay trái ngay tại vị trí khuỷu tay. Giữ tư thế này trong từ 15 cho đến 30 giây, thực hiện tương tự với bên còn lại. Thực hiện động tác từ 4 cho đến 10 lần. Bài tập 2: giãn cơ cánh tay. Nâng tay trái qua đầu và gập lại khuỷu tay sao cho tay phải chạm giữa lưng. Đặt tay trái lên khuỷu tay phải và đẩy nhẹ nhàng tay phải xuống lưng. Giữ tư thế này trong 15 đến 30 giây. Lặp lại động tác với bên còn lại. Thực hiện động tác từ 4 cho đến 10 lần. Bài tập 3: giãn cơ ngực cánh tay. Đứng chống thẳng tay lên tường sao cho cánh tay song song với mặt sàn. Xoay người hướng ra ngoài tường cho đến khi cảm thấy căng nhẹ ở phần ngực và cánh tay. Lưu ý không di chuyển chân. Giữ tư thế này trong 15 đến 30 giây và lặp lại đối với tay còn lại. Thực hiện động tác này từ 4 cho đến 10 lần. Bài tập 4: giãn cơ đùi. Đứng thẳng, dùng tay giữ một chân kéo về phía sau mông. Duy trì lưng thẳng, giữ tư thế trong 15 đến 30 giây, quay trở lại tư thế ban đầu. Thực hiện tương tự với bên còn lại, có thể tập bài tập này với tư thế nằm sấp. Thực hiện động tác từ 4 cho đến 10 lần. Rồi các em vừa tìm hiểu xong kiến thức bài rồi. Bây giờ cô có các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra đánh giá lớp mình ha. Câu số 1:
là các biện pháp làm tăng cường khả năng làm việc của cơ. Biện pháp thứ nhất là tập thể dục và thể thao thường xuyên, là đáp án thứ nhất. Hoặc là câu B, ăn uống đủ chất và đủ năng lượng. Câu C, phải tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Câu D, tất cả các ý đều đúng. Em chọn đáp án nào? À, cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng đó là tất cả các đáp án trên. Câu số 2. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra sự mỏi cơ? A. Axit lactic ứ đọng trong cơ sẽ dẫn đến đầu độc cơ. B. Thiếu năng lượng. C. Ngủ nhiều. D. Thiếu oxy. À, chúng ta chọn đáp án nào đây các em? À, cô chúc mừng bạn nào đáp án đúng. Đó là không phải là nguyên nhân, đó là ngủ nhiều. Vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ viết bài đầy đủ vào vở nhé. À, học bài và trả lời câu hỏi cuối bài. Đọc mục em có biết và tìm hiểu trước bài 11 cho cô. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em bài tiếp theo nhé. Chúng ta cùng thực hiện 5K nhé các em. 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một chữ khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đôi trắng rời, và làm xa nhau 2 mét, thành thành.